Mến chào anh chị, hôm nay là thứ tư 27 tây tháng 3. Hương đang ở vườn của Ngân đây. Chào mọi người, welcome back to Lee Hương YouTube channel. So what do we have for today for sale? Let's check it out. Hôm nay mình có cây này rất là đẹp. Mình sẽ để cho cô chú anh chị là cho nó bị một cái hết. Đụng rồi. Ok, cái này cho mọi người 100 nha. Quan thân rập đó rồi. 100 đồng, cái này rất là cao. Rất là cao ha, cánh tròn sắc liếp. Mình có cây cây này rất là bự nha. Cây này nó tên là Mezi nha. Cây này là Mezi. Tuy cúp Mezi. Cây này rất là bự, một thân thôi. Cây này để cho mọi người là 150 đồng. Rất là bự nha mọi người, cao lắm. Những cái size này là những cái size bự. Màu đang lên nha, cây cũng cần nước cho nên 100 là đồng không? 150 cây. Sorry, này bự lắm, giống như là ba cây chụm lại á, nhưng mà nó chỉ có một thân thôi à. 150. Dạ. Ba cây chụm lại mà một thân, mà cái này là tuy cấp nha. Cái này trời mưa xuống là cây của Ngân sẽ rất là tươi nha, tại vì Ngân không có tưới nước nhưng mà em cũng lên màu á. Cái này là hàng ti cấp nha, hàng ti cấp ha. Rồi cây này fully rooted tình nè mọi người. Cái này Ngân để cho mọi người là 80 đồng nha. Cây đó cây gì? Cây này ôi lộn chết cha, tôi lộn cái lộn lộn sorry nha. Cái này không phải quá kia, cái này là Big Bang nha. Cái này Big Bang là nửa đen nửa xanh, nửa đen nửa xanh. Cây này Ngân bán cho mọi người là 250 đồng nha. 250 tao không lộn lộn cái là xong. Lộn tại vì thấy cái cây vậy mà tự nhiên kêu táp chậu. Dạ, tại vì cái bình thường mà nó không có màu nửa xanh nửa đen á thì nó rẻ nha, còn cái nào mà nó có nửa xanh nửa đen thì nó mắc nha. Cái này là nửa xanh nửa đen rõ ràng nè. Nửa xanh nửa đen ha. Bởi vậy mấy cái thằng màu đen đen nó hôn nó mắc lắm. Nửa xanh nửa đen mắc ha. Rồi 250. Ở đây Ngân có một cây hồng giang. Cây hồng giang tuy cúp này nha. Cây này rất là bự. Có xa nuôi mua giùm Ngân vậy nha. Hồng giang tuy cúp. Cây này để cho mọi người là 400 đồng nha. 400 đồng. 400 đồng. Hồng giang tuy cúp. Rồi ở đây Ngân có cây này đẹp quá. Cái này có dán hình trái tim crested. Cái này mình không cần giữ đâu nha, tại vì nó che cái body của cây á. Mình không có cần giữ cái mấy cái single head này. Mình lạc hết đi, tại mình cần show cái body á. Cái này mình Ngân để cho mọi người là cái này 250 nha. 250 đồng. 250. Còn bé này là cái này cái quạt. Cái này là bông hồng. Nó sẽ là màu vàng vào mùa hè ha. Cái này để cho mọi người là 200 nhé, 200, cánh quạt bự nha, 200. Ở đây mình có cây này hàng va nha, Loki variegated, hàng va, có cái bông thường cái bên nữa nè. Cái này để cho mọi người là 200 luôn nha, cái này hàng va nha, 200 đồng. Này có cái bông kế bên nè, cái bông này bông va nè, 200 đồng nha mọi người. Rồi cây này là một cam, cây này là 120 lên một cam 120. Cái này Poseidon 300. $300. Còn cây này là cái gì đây? Cây này là Fiesta 100. $100. Còn cây này màu tím nè, trời mưa phải mấy chập cơn mưa thì nó mới đẹp ra được mọi người. Cây này 100 luôn nha. Còn đây là cây Dollar Tree đã lên màu rồi, rất là bự nha. Cây Dollar Tree, cái này là hai cây trong một. Cái này để cho mọi người là 200 nha. Dollar Tree cây bự 200. Cái đó là một cây thôi không, mà nó hai nhánh hai cây đó, hai cây trong một chậu á. Ồ, có nghĩa là bán hai cây luôn 200 luôn á. Dạ, hai cây luôn là 200 nha. Cây lớn thì 120, cây nhỏ thì là 80, cho nên là
là 200, còn ai mà muốn lấy cây nhỏ thì lấy 80, còn cây lớn thì 120. Mấy cái này size bự nha. Còn bé này là chay mà lên bạc nhiều màu á. Là 100. Còn cái chay này lên màu vàng, vàng hồng cam 250. Rồi cái này thì là 120. Cây này thì 120. Rồi cái tre này không biết sống đây, để coi. Chưa tỉnh. Rồi ok, mình qua tới cái này. Fresh. Ôi mình có cây vô du. Cây vô du có mấy khác này nè. 70 nha mọi người. 70. $70. Ở đây mình có cây một chùm ảo dùm Red Rose. Cái này 30 nha. Red Rose 30 đồng, nó sẽ là màu đỏ. 30 rồi. Từ nãy giờ mình nói là cây không có chậu nha mấy anh chị. Còn bé này bông hoa nở tưng bừng luôn. Bông hoa nở tưng bừng rất là đẹp. Có kêu giá không? Cái này ngon, để cho người 600 nha. 600, cây bự lắm, 600 nha. Cái này yên tâm đi, không có chết đâu nha mọi người. Nó khỏe lắm rồi, nó nở đẻ baby ra tùm lum. Mưa tới là ập vô đây. Cái này là 300. $300. Rồi, ok, mình có cây yellow bột phim ha, cracked ha. Bông của nó là màu vàng nè, xanh hồng vàng. Cái này là 300. Hôm nay mình có cây gì đây? Purple Galaxy nha. Cái này là 120. Để baby quá trời luôn nè, 120. Cái chậu là 50 đồng. $50 for the pot. Rồi mình có cái crepe này là Scarlet Invariated nha. Cái crepe này là 550. Còn đây là cái hàng chùm của nó. Cái này là đồ re nha. Cái này hàng re, cái này hàng tea cup nha. Bông nhỏ mà lên màu đẹp lắm, nhiều màu lắm nha. Cái này là hàng re. Cái này thì là 120 đồng nha. Cái này nhỏ nhưng mà có vỏ. Hàng re, ít khi nào mình gặp nó ha. Rồi. Còn bé này là cây đu đủ. Cây đu đủ này 80 nha. Cây đu đủ này 80. Đu đủ lên cam á mọi người. 80 ha. Hàng chùm. Đu đủ cam. Còn cây này là purple cloud, cánh tròn sót lít, 150. Còn đây là hàng chùm của nó. Cái hàng chùm của nó là 50. Cái này mày để chung với cái frack nó đẹp ha. Đẹp hơn nhiều. Còn bé này là 350. Rồi. Trên đây có cây này. Cây này show, quay sơ sơ cho mọi người coi. Ở đây là cây peacock va nè. Peacock va cánh dày nha. Cái này là 80 nha. $80. Cây peacock va là cây bự nè, 100. Cây peacock va nó lên màu đẹp lắm mọi người. $100. Cái này 100. Và du rét tịch 80. $80. Đó. Super Bang 200. Super Bang cánh tròn nha, 200 nha. $200. Còn đây là rô. Cái này cây rô nha. Cây rô của đại hàng á. Sao chậm. Cái này là 120 đồng. $120. Mình Ngân mới bán cái cây kia rồi, cây màu cam, giờ còn cây 150. $150. Có cái peacock va gray nha. 100. $100. Sorry, Halasi. Sao dùng uống thuốc? Cái này là 75 đồng. $75. Còn cây này là Cracked nha. Màu rượu chát, cây này là 150. $150. Bông hồng cam. Cái bông hồng này nó lên hai màu nha. Mùa hè thì nó lên màu vàng, còn mùa hè bình thường thì nó lên màu đỏ.
đỏ cam giống như vậy nè, mà bông hồng nhí nhí vậy nè. Rồi lúc mà summer nó sẽ chuyển qua màu yellow hết, màu vàng neon. 650. 650. Cái này màu vàng mà trong cái cây màu vàng bự khổng lồ của ngon á. Thì cây này là cây nhỏ hơn á. Cây bự. Rồi, ok mình có cây này rồi. Cây Magic Go. Du du bưng lên cái đi tại vì đứng có quay. Cái này Magic Credit nha, hàng thi cấp 3 nha. 140 đồng. 140. 140 đồng. Cái này hàng rare. 140. Credit bonsai 140. Rồi, ở đây mình có cây bông hồng nhỏ nha. Cây bông hồng nhỏ này lên vàng cam bonsai, dáng bonsai nha. 130 đồng. 130 đồng, dán bonsai 130 đồng. Rồi ở đây mình có một cây dán bonsai nữa, 90 đồng. $90. Là cây crest không nha, cái này fully rooted nha. Mọi người có thể trồng đứng nó lên được nha. 90 đồng. Những cái crest bông hồng này mốt nó màu đẹp lắm mọi người. Mọi người cứ chờ. Còn đây là cây, cây này là cây yellow rose nè. Mà không hiểu sao nó quá khô. Để hopefully là nó sẽ sống lại nha mọi người. Nó đang sống lại rô nè. Nó đang từ từ sống lại. Cái này là dưới đầu rô. Rồi ở đây mình có cây right here. Cây này giống như cây collection của chị Hương ha. Cái này Ngân để cho mọi người là 190 nha. 190. Cái này hàng bonsai. Bông va nè, màu tím. 190 nha mọi người, 190. Rồi ai thích cây fashion va thì mình có credit của nó đây. Ngày hôm qua ai đã mua được rồi. Cái này là 130 nha mọi người. 130 đồng. 130. 130 đồng credit. Hàng va nha. Ở đây mình có cây này. Mọi người Ngân luôn luôn có những cây mới Ngân ập lên ngoài à. Cái những cây nào Ngân bán đi rồi á, thì nó sẽ gold out. Còn những cây mới ngày nào cũng cứ 2-3 ngày là Ngân sẽ ập hàng mới lên. Cây này là 100 nha mọi người. 100 đồng nha. Coi nè. Cái màu va nè, $100. Cây sao nhận vậy nha mọi người, có sao là nhận vậy. Còn hàng có rễ hết rồi, 100 đồng nha. Bông đẹp, cái chậu là 65 đồng. Rồi. Ở đây mình có cây này có nhiều màu lắm. Có hai tông màu. Khoan đó, đưa cái tông màu. Này thấy rồi. Cây này có hai tông màu nha mọi người. Quen xem nha. Hai tông màu đẹp lắm. Cây này bán cây nhà 100 nha. Quan thông rồi, ba rồi. Hai tông màu 100. Ở đây có cây cây móng tay. Cây này là cây móng tay vàng. Hàng vàng nha mọi người. Cái này của Nhật. Cái này là hàng của Japan nha. Cây này là móng tay vàng hàng của Japan. Cây này để cho mọi người là 80 đồng nha. Móng tay vàng hàng của Japan 80. Cái này là hàng va nha mọi người. Nó lên màu vàng mà nó có phần hồng tím nha. Hàng va mà dáng bonsai. Cây này của Nhật nha. Đó. Cây này là móng tay. Đó mọi người nhìn nè. Cái chậu là 40 đồng ha. Cái màu vàng tươi nè, bỏ full sun được nha mọi người. Cây này là hàng của Nhật, Japan. Yeah. Móng tay nha, hàng Nhật. Còn đây cây sai. Cây sai nè, mọi người có va nó nè. Cây này 120 ha. 120 đồng. Cây sai. Rất là bự ha, nằm trong cái chậu bự quá. 120 đồng. Ngân có bán single hết nữa mọi người. Ai thích cái nào Ngân cắt hết cho Ngân bán nha. Rồi cái này thì là cây này để mọi người là 90. $90. Rồi cây này thì là 100. $100. Cây này thì là 100. $100. Cây này là 120. Ôi lộn 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 120. Để đi đây 120. Hình như mà cây 120 này bán rồi. Sorry, sâu rồi. Cây này sâu rồi nha mấy người. 120 đồng nhưng mà sâu rồi. Sau cái video mà
ông nhà tôi cho ông vậy đấy, cánh hoa để mà lấy nhân giống để mình mix á. Bây giờ mọi người đi săn những cái cây mà có hoa á, cái xong mọi người về lượm hột phơi khô để mình mix xuống cái vườn của mình rải xuống cái tự động mốt nó lên cây khắp vườn luôn. Bởi vì mọi người á mua cây mà có hoa lời lắm á, lùm lùm mấy cái hột quăng xuống đó mốt để cho một rừng luôn. Còn cái màu tím, cây khác là màu tím lạ ha. Cây này hàng mới, chưa có rẻ đâu nha mọi người, chưa có rút, nhưng mà nó là màu tím, nó tím này nè ha. Cây này để cho mọi người là hàng mới, chưa có rẻ nha. Cây này để cho mọi người nhẹ nhàng thôi, 120 đồng ha, 120 fresh tịch nha, 120 đồng hàng. Nó là màu tím y chang như cái chậu luôn đó nè, bông ngộ lắm. Cái hàng này hàng Korea nha, chưa có rẻ nha, fully rút tịch, chưa rút. Còn bé này cũng là màu tím luôn. Cái bé này ngộ lắm, là màu tím đỏ. Cái này nó có tên là cái gì? Nó sẽ là màu tím xà cừ nha mọi người. Nguyên một cái cây này là 100 đồng nguyên cây nha. Cây cùng luôn có mấy cái ở dưới luôn. Dạ. 1 2 3 4 100 đồng ha. 100 đồng. Đó, có sao là nhận y chang vậy nha. Màu thì nó sẽ lên rất là đẹp nha mọi người. Tím nhẹ nhàng rất là đẹp. Xà cừ đẹp lắm. Cây này bự hơn. Cây này thì 150. 150. Chưa tính chậu nha mọi người. Thì nãy giờ mình nói là cây không. Chưa tính chậu nha, cây này 150 nha mọi người. Nè mọi người coi cái màu tím nhẹ nhàng chưa? Cây này nó lớn và nó đẹp lắm nha mọi người. Tím tím mà sà cừ nhẹ nhàng đẹp. Hồi nãy nói cái cây này mà chưa nói giá nè. Cây đó hả? Cây đó là vừa tung crack thịt mọi người, 300 đồng mọi người. 300 đô. Cây này 300 đô nha mọi người. 300 đồng. 300 đô dáng đẹp, dáng không có bị gì hết. Cây này ngóc đầu lên coi. Xong ngóc đầu lên. Rồi cây này là cái crack màu yellow đó. Mọi người đang looking for mấy cái crack mà màu yellow thì đây là cái màu vàng neon nha. Cây này là lên hết màu vàng luôn. Cái này hình như là Ngân còn có 2 cây thôi. Cây này 250. Lên màu vàng neon mà chính giữa có đẹp chưa? Đỏ. Mà mùa hè là lên vàng neon mà có chấm 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 đẹp lắm. Vàng neon chấm đẹp lắm, 250 đồng. Cái đó hàng hiếm á, cũng không có dễ có đâu. Cây này gì đây? Ồ, cây này dán đẹp, cây này dán đẹp. Bông hồng. Cây này dán đẹp mọi người, 190 thôi nha mọi người. Bonsai 190 đồng. 190. Bông hồng, Triddle Rose. Đây là cam. Nhiều hoa lắm mọi người, rất là nhiều hoa. 190 đồng thôi mọi người ha. Mấy em này mới về chưa có rút nha. Mới về. Chưa rút. Mấy em mới về nhưng mà nó cũng đợt này về tươi. Mới về chưa rút. Còn em này thì có rút rồi mọi người. Em này rút rồi. Em này tên gì? Con này em này tên là con rồng vàng mà hàng va. Con rồng vàng mà hàng va xuất sắc đẹp nhất con ngắt đó luôn. Con rồng vàng Yellow Dragon Variegated. Lên vàng, cam, đỏ, va, cánh tròn. Nè mọi người coi cái lưng của nó nè. Cái lưng của nó, cái sống của nó là màu. Cái này là hàng rare nha mọi người. Cái này hàng rare. Cái này để cho mọi người là 200 nha. Chu hơn rồi, hàng va. 200 con dòng vàng. 200 đồng. Cái này thì fully rooted. Cái này cây này thì là 150 đồng, 150. 150. Bông hồng. 150 đồng. Những cái bông hồng này có rất là nhiều bông nha mọi người, mình ngắm hoài mình sẽ không bao giờ chán. Mọi người nhìn cái bông của nó. Mình ngắm cái bông của nó hoài mình sẽ không bao giờ chán. Mà cái này mới về cho nên là nó chưa có rút nha mọi người. Cây này chưa rút nha. Cây này chưa rút, mới về 150.
Cái này bự lắm nè, so với mấy cây va nè, mọi người nhìn để nè. Để cái bên, đây là một cây va. Để cái bên. Cái này bự hơn nhiều ha. 150 thôi nè mọi người, chưa rút nhưng mà dễ. Cái này dễ trồng lắm mọi người, gắm xuống đất rồi lên nè. Cũng dễ chịu. Còn cái này thì va nè. Cái này có là một cam cam. Và bây giờ đang lên, đang lên, đang lên. Đang lên nha mọi người, cái này đang lên. Cái này là double cracked. Hàng va, đang cơn mưa này sẽ lên nữa. Cái này để cho mọi người là 90 đồng ha. 90. Trời ơi mấy cái crack va. Nó khô quá. Khô là khô. Ok tiếp tục. Cái này 290 đồng hôm nay. Cái này 290. 200 hôm nay thì rồi hôm nay mình có cây hồng giang. À, hơi tỉnh tỉnh chút xíu. Sau cơn mưa hơi tỉnh tỉnh. Rồi, 200 đồng. 200 dollar 180 180. Cái này bữa nay lên đẹp lắm. Cái này đẹp lắm mọi người ơi, 750 rất là bự. Cái này rất là bự. Bự ơi là bự. Đang lên màu đẹp lắm mọi người. Cây này càng về sau càng đẹp nha. Không cần tưới nước luôn. Sao? Mình không. Sơn 750. Không cần tưới nước luôn mà nó đẹp đẹp, đẹp lắm. Mọi người nó bự quá rồi, bây giờ mình sẽ cần thay chậu cho nó thì nó mới xứng tầm với em. Cái cây này nó phải cho cái chậu bự như vậy nè thì mới tôn cái dáng bự của nó lên, nó là size khổng lồ thì nó mới xuất sắc, nhìn nó mới sang mọi người. Rất là flower so pretty. 750 fully rooted, không có bị gì hết nha. Cho em cao lên là em sẽ rất là đẹp rồi. Em này Achievia 60 nha mọi người. $60 60 đồng. À có mấy cái crack. Oh đây cũng có một cái crack màu yellow. Những cái crack màu yellow chỉ có summer là đẹp lắm thì mình mới bán được giá lắm. Còn những màu nó sẽ lên chín thức vào mùa summer. Oh em này bữa nay tỉnh quá, đẹp quá. Cây này để nó nhiêu? Cái này là 300 mọi người. Ba cái này rất là bự nha, màu vàng mà có chấm đỏ. Cái này sẽ rất là đẹp vào mùa summer ha. Bây giờ em không bán không sao hết, summer nó đẹp lên. Nó có bán được 400 hoặc 450. Bây giờ nó hơi khô. Cái này 120, cái này 120 bữa giờ rồi. Mà hả, bây giờ nó còn đẹp hơn cái bữa hôm bữa luôn. Càng ngày nó càng đẹp. Cái này hàng hiếm nè, lâu lâu mới thấy nè. Rồi, ok, cái này bữa nay có là màu chưa? Cái này hàng va supposed to be Halloween variegated mà sao chưa có làm màu gì hết. Chưa thấy gì hết. Cái này hàng va. Anh nhớ cây nhà tôi nó lên màu tím tím. Cái này Halloween va của em mà. Thì đó. Cái nhà tôi cũng có cây Halloween va mà nó lên màu tím tím rồi. Chỗ mấy cái này nó có dần dần lên. Thiếu nắng. Thiếu nắng sao? Thiếu nắng thiếu nước luôn. Thiếu nắng thiếu nước bởi vì nó không có lên đất nè. Nó thiếu nước, mình nhìn nó là thiếu nước mà mình dễ biết lắm, nó mọc râu dài như nè. Là đi kiếm nước hả? Là đi kiếm nước. Kiếm nước. Bây giờ mà thêm cơn mưa này nữa thì 2-3 tuần này là mưa nhiều á, rồi cây này của em sẽ, cây của em nó sẽ rất là đẹp. Còn cây này 250. 250. Rồi, cây này thì là 150 nè. Khoan đi lấy ra ta sẽ quay. Cái này 150. Toàn bộ là hàng va, hàng rare hết nha mọi người. 150. 150. Cái này là Boduva nha mọi người. Boduva Regis 150. Cái crack của nó đẹp lắm mọi người. Một cái crack nè, hai cái crack nè. Và có luôn cái chùm lết to chính giữa nữa. Đẹp. Rồi. Ở đây Ngân có một cây Black Rose nè. Cái này không có bị gì hết. Black Row này. Cái này là 280. Trời ơi, mình đang có một cái trái tim nè. Cái này hàng va. Cái này hàng va mọi người. Nửa đen nửa tím. Nửa đen nửa tím từng xùi. 400 mọi người. 400. Cái này fully rooted 400 đồng rất là già nha. Nhìn cái chân nó brown quá trời, nó già, nó là hai cánh nha. Dù có hai cái bữa nay
Bữa nay trong vườn có cây nào Big Ben không? Có. Chùm hay là cái đột biến cũng được, có người hỏi. Sẵn này quay luôn cho coi. Bà con biết Big Ben là gì hả? Đây là cây Big Ben, nửa xanh nửa đen. Look at this. Big Ben là một nửa của nó màu xanh và một nửa lá nó màu đen. Xong rồi trung bình của nó là màu đen, xong rồi nó lên nửa xanh nửa đen. Cây này bán nhiêu? Collection không bán. Còn cây nào có bán? Đây nè, cây này bán rồi. Cây này cũng Big Ben luôn phải không? Nửa xanh nửa đen đó. Cây này nhiêu? Cây này Ngân bán là 560 đồng. Khoai không là xích đi. Ủa, Nhi thấy chỗ kia có cái chùm nữa phải không? Có. Đâu lấy cái chùm lại quay luôn đi. Có nhiều lúc chỉ có chị muốn nhờ Hương hỏi Ngân là có cây Big Ben hán. Bây giờ Ngân có đây một cái. Bên này là cái đột biến. Còn đây là cái chùm. Đây là cây regular Big Ben. Là nửa xanh nửa đen nè mọi người thấy không? Nửa màu xanh nửa màu đen. Rồi sau đó nó sẽ có try. Có những cái try màu đen. Nó sẽ rất là đẹp. Rồi xong xanh nó chấm. Cái này là 101 nha. 100. Hàng chùm nó cũng là 101. Cái hàng Big Ben khó. Khó là rare. Nó thuộc loại trồng rare nên nó cũng khó nuôi lắm. Nó cũng khó có giống lắm mọi người. Bây giờ cái cây này nó quá già rồi. Bây giờ cắt đi làm nó sẽ đẻ ra một đống baby nha. 101. Rồi chị nào mua cần tìm nó thì nhớ coi video nha. Rồi đây nè, thấy không? Nửa xanh nửa đen nè. Hương nói là chị biết ai rồi đó. Nè đây nữa nè, nửa xanh nửa đen nữa nè. Ok. Cây này là va nhiều lắm. Nè, đây nữa nè. Một cái xanh, một cái đen, cái xanh cái đen. Nhìn rõ nhất là cái mẹ nó nè, một xanh một đen. Cây này là Big Ben khó trồng lắm mọi người. Cho nên là cây này đừng cái dáng đẹp. Có rút rồi. Đó, cái này là rút rồi ha. Cái này có rất là nhiều hai màu, hai tông màu. Ở đây cũng có hai cái bông xanh nữa rồi lên đấy. Hai tông màu trong một cây. Đó, nó có vài cái bông xanh này hiện lên thì mai mốt nó sẽ rất là đẹp nha mọi người. Cho một thân cùng một cây với mình không ghép. Đây nữa nè. Cái baby này nó có trai đen. Nè. Cái baby xanh này nó có trai đen nè. Nó có sọc sọc đen. Đó, đó là cây Big Ben. Ok, rồi. Đó. Rồi còn muốn mua hàng xịn nữa thì liên hệ tiếp tục để cho coi hàng chiến đấu. Hàng chiến đấu của Big Ben thì có thể lên tới 1.000 luôn. Ok. Tới cây nào? Cây này cũng là nó. Nè, cũng nó nữa nè. Big Ben luôn á hả? Cũng nó luôn nè. Nửa xanh nửa đen nè. Cái lá nó nửa xanh nửa đen. Nhưng mà nó không có nhiều cái lá xanh giống như cái cây này nãy. Nó Big Ben á, nó phải đen thù lùi. Nó phải đen thù lùi và màu xanh. Màu xanh và màu đen. Nhưng mà cái cây màu xanh của nó phải có try. Có mấy cái sập thì mới đúng. Và là nửa xanh nửa đen. Đó. Như cây này nè. Đây là đang để ra nửa xanh nửa đen nè. Mua nhu Big Ben phải thích ham. Chứ không phải là easy. Vậy là cây này bán nhiêu? Cây này thì là 550 à. 500. Cái này là có rễ rồi, 550 đi. Cái này cần có rễ rồi, bây giờ tới giai đoạn thay chậu rồi. Thay chậu nữa là đẹp lắm. Có cây này cũng là hàng rare nữa nè, nó show vừa.
Cây này cũng là hàng rare, một trong những giống như cây bích bang mà hàng va. Cây này cũng là hàng mắc tiền, lên màu cam. Cây này là 150 nha. 150. $150. Đừng nhìn nó trong cái chọc lắc tích bình thường nhưng mà nó là đồ mắc tiền đó. Đồ mắc tiền nó không phải là đồ rẻ tiền đâu. Còn cây nè, giống thương mà ai thích cây Lenodin. Cây Lenodin này có 4 hết thôi, nhưng bán là 60 đồng nha. Lenodin $60 nha. Cái này mình đặt đi, cho ra đã mới 60 đồng nha, có sao mua vậy dùng ngân 60 đồng. Cây này giống như cây của chị Hương, mà cây chị Hương bự hơn. Cây chị Hương bự hơn, cả trăm đồng hơn á. Còn cây này nhỏ hơn 60. Giống như cây những cái cây bích bang nữa ở đây còn. Cây này cũng bích bang nè, nửa xanh nửa đen nè, thấy không? Đó, nửa xanh nửa đen ha. Cây này thì là ai muốn mua lấy giống nha, 50 nha. $50. Lấy giống, đồ mắc tiền. Đồ mắc tiền hết 50. Nói chung là cái cây bích bang là cũng không có, đều bán hết rồi. Ở đây còn một chùm nữa. Một cái bích bang nữa. Nè. Nửa xanh nửa đen nữa nè. Đó, quá trời nè. Cây này chứ coi vậy chứ đẻ baby ra cắt lấy nhân giống là chết người luôn á. Cây này 120 đồng ha. 120 đồng nha. Cây này quá trời hết. 120 ha. Mấy cây này khó nó hàng lắm. Ô, một cây va nè, lên nè, lên màu rồi. Rồi giờ tới mấy cây khác đi. Mấy cây khác ha. Thôi ít chia cho mọi người. Chơi SG đi. Chơi SG. SG nè. SG dễ thương quá à nè. Mùn rô ha mọi người, 25 đồng. 25 đồng. Bự lắm nha. Có sao luôn. Cái này cũng là cây không nha, không có cây chậu. Cây không nha, không chậu nha. Còn chậu là 20 đồng. Cây này bự hơn nè. Cái này thì là 40 đồng. $40. Bự hơn. Còn cái này thì 20 đồng. Nó có nhiều size lắm nha mọi người. Thấy không? Size 20 đồng. $20. Size 25 đồng. Size 40 đồng. Nè, 40 đồng. Cái này hàng Korea nha mọi người. Mình có 2 cây 40. Đó, càng từng lên, càng lên nó càng lên màu. Mấy cây này là chơi cây single ha. Còn cây tre màu pin khó trồng quá à, chết. Cây của chị còn trồng, còn sống bển ha. Cây của em còn chết rồi. Cái cây màu hồng. Rồi cây này là cái gì ta? Raindrop 20. $20. Có cây vô du 3 hết. Cây vô du 3 hết này 50. $50. Nè. Này fully rooted tình nha mọi người. 50. Ở bên đây, trong đây có mấy cây muối. Cây nào? SG nha mọi người. Cái này là sen đá màu tím nè, cái này là đẹp. Cái này là bubble vine nha. Bubble vine mà cái này là không có va. Chùm này là 50. $50. Còn đây là cây chicken golden mà màu bubble ha. 120. Ti cúp nha, 120 đồng. Còn cây này là hàng ti cúp luôn. Ti cúp nha, 120 luôn. 120. Còn cây này là Vin Magic. Để xuống mới thấy cái bông. 15 đồng, $15. Single head. Red Dragon, dòng này là SG nha mọi người.
Red Dragon Luster nha. 65 đồng. $65. Cái này lên thân thụ rồi, Red Dragon. $60. Cái này là hàng va nha mọi người, hàng của Nhật nha. 60 đồng nha. 60 đồng. Ok. Chụp hình luôn cái chậu, cái cây giùm em nha. 60. 90. Cây này thì là 50 nè. $50. 50 nha. Vàng, hồng, cam gì đó 50 đồng. Từ nãy giờ mình nói là cây không nha mấy anh chị. Còn ai muốn mua cây nhỏ nè. 25 đồng. $25. Hàng va nha, $25. 25 đồng. Ở trong đây có rất là nhiều mấy cái cây cúp nhỏ 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 nhỏ. 30 đồng. Cái này hồng giang nha, 30 đồng. Ti cúp luôn. Cái này là 120 đồng. Mấy cái hàng ti cúp mắc nha mọi người, 120. Rồi còn 50, 50, 20, 20, 80, 150 đồng. Cái này như đây. Cái khoát này là 120 đồng. 120. Hàng va nha mọi người, fully rusted nha, 120 đồng. Mấy cái hàng ti cúp này nó mắc tiền. Rồi còn này 50. Phan, chỉ lại. 50. Rồi à. Cái hàng này là hàng mắc tiền, là lô kỳ nè. 50, 70, 50. Rồi có thằng ông Maria Variegated đây. Hàng này hàng va nha. 60 đồng. $60. Cây này hàng hiếm nha mọi người. Màu đẹp lắm, nó có màu vàng va nha. Mỗi cái cây mà có màu vàng va nó hơi mắc tiền nha mọi người. Cây này thì là 70 đồng nha. $70. 70 đồng, cái này hàng hiếm nha mọi người. Nè. 70 đồng nha. Cái này dáng đẹp mà màu cũng đẹp nữa mọi người. 300 đồng nha, 300. Luôn cây luôn chậu 300 nha. 300 luôn cây luôn chậu. 300 đồng. Cái này đẹp quá nè. Cái này 20 đồng nha. $20. 20 đồng luôn cây luôn chậu là 30 nha. 30 đồng. Ở bên trong mình có một cây Black Chanel mà quá tịch nha. Cái Black Chanel plastic này hàng hiếm nha. Cái va nó ngộ lắm, nó màu đen mà nó có vân đỏ, va đỏ chính giữa nè. Cái này là hàng va nha mọi người, nhìn thấy không? Nó đẹp huyền bí lắm. Cây này rất là hiếm nha, cây này có một cây duy nhất thôi à. 150 nha mọi người. 150. Nè, có cái va của nó nè. Cái này là hàng hiếm nha, 150 đồng. Trời ơi, cái cây bay bồ bữa nay nó lên. Không để ý nó, bữa nay nó lên đẹp quá. Chị muốn quay được nó khúc kia không? Cây gì? Rainbow á, màu hồng hồng á. Trong cái tóc á. Đó, mình không để ý nó mà bữa nay nó xong thật luôn ha. Nó để cho mọi người là 40 nha. $40. Luôn cây luôn chậu là 50 nha. $50 for the whole set. Nó nằm trong cái chậu cũng Rainbow luôn nha. Mình 50 đồng luôn cây luôn chậu. Rồi giá. Ở đây có cây này ba. Cái này hàng Luster, còn cái này là hàng Fresh của nó ha.
vàng nha mọi người. Đây là 120 nha mọi người. 120. 120, còn cái crack của nó là 70 đồng nha. $70 for the lobster. Còn lấy cái chậu luôn là 80 nha. $80 for the whole set. The whole set 80 đồng. Còn cái cây này lấy luôn cây luôn chậu luôn là cái chậu là 15 đồng nha. Cây này là màu đỏ nha. 75 đồng. $75. Cây này 90 đồng bông hồng vàng. $90. Bông hồng xanh. Bông hồng xanh 70 đồng. $70. Bông hồng xanh 70 đồng. Còn cái này bé này là variegated. Bé này cần nước. Bé này là cái cây single head này nè. Mà nó là crested nha. Đó, crack thịt của nó nha. 190 đồng cây crack nha mọi người. 190 for crack thịt. Còn đây mình có một cây crack rượu vang, crack white gì nha. Cây này crack thịt nha. Cây này là để cho mọi người là 80 nha. $80. 80 đồng. Ở bên đây mình có một cây vui trùng crack thịt nè. Cái này để cho mọi người 120. 120. Ở đây mình có một đống velour. Nguyên một đống velour này 50 nha. Nguyên một đống velour đó là 50 đồng. $50. The whole thing. Ở đây mình có cái crack black velour. Black velour mà màu nhụy vàng nha. Cái này để cho mọi người là 90 nha. Cô chú ơi, cái nào mà mình mới biết chơi á, mình chơi mấy cây này đi. Dễ trồng nha, crack nè, mà đẹp quá trời luôn à. Con tính cho cô chú có 90 ha. 90 đồng thôi, về chơi thử đi. Có một cây về đẹp, nhụy vàng mà đẹp quá trời luôn á. Có 90 đồng à, mua về chơi thử đi ha. Con tính hôm nay là giá ưu đãi cho mọi người chơi đó. Cho mỗi người có một cây chơi ha. Rồi cái này là bonsai mà hàng ba ha. Europe Blue và Variegated. Cái này để cho mọi người là 100 đồng. 100. Có đó Europe Blue mà không có ve. 60 đồng. Europe Blue có 360, còn Europe Blue có 3 thì là 90 đồng. Còn cây bên kia 80, cũng là Europe Blue có 3 luôn. Cây trong chỗ tím á, 80 đồng. Hàng ba tròn, đẹp lắm mọi người, rất là đẹp. Mọi người chơi có $80. Dạ. Chị thì đang kiếm cái cây giống chị Phương còn đây kìa. Cây nào? Giống ý bà luôn, có bông hoa hả mà. Thì có. Đó. Cái bà này cũng hơn thiệt. Cũng chị nào tên Hương á. Chị nào tên Hương á đang kiếm cái cây giống như của chị Hương á. Thì bây giờ kiếm ra luôn nè, hên ghê ha. Nè, mà bả lại thích bông, bả thích có bông. Rồi đây right here có bông luôn. Trời ơi, chứ số chị hên thiệt của chị. Cây này em chắc chắn là bán nha, show luôn á. Giống cái cây của nhà chị mà bự chứ có bự. Là win middle. Hay là win middle ha. Cây này bán cho chị 100 nha. Có bông hoa nè, lấy nhẹ về mình là giống. Halloween middle phải không? Halloween middle. Ở cây của chị chưa có hoa. Trời ơi, cây tôi đột biến mà. Cái chị cũng có cái thằng chùm. Còn đây mình có cái single head của nó. Cái này 10 đồng ha. Tại cây tôi đột biến nó chỉ có một cái bông chỗ đó nên cái bông nó mở ra hoa nữa cái chết. Thì nó ra đột biến fresh. Cái này cassio mọi người. Nuôi mà bữa giờ mới thấy bả lên màu chút chút rồi, nó đẹp ghê luôn á mọi người ơi. Cái này 40 đồng. $40. Hồi xưa giờ 40 có cục này từ năm ngoái tới năm nay 40 đồng mà sao chưa lên màu. Thôi cái chùm hoa này nó nở ra chắc bự. Nó đưa cái thân của nó lên bự quá trời quá đất luôn. Cái này à? Cái thân dưới nó bự quá. Nhân giống như mọi người. Giống ông mẹ chỉ hả? Giống như con thú giống mới. Ai là chi, ai là chi. Mình nghĩ chắc ở trong mấy cái farm nó cũng làm giống vậy thôi. Hoa hồng này nhiêu? Hoa hồng này 10 đồng tiếp nha mọi người. $10. Nó tên là Rhinovia Rose.
nó sắp sửa ngủ rồi nè. À, nên ngủ giờ rồi. Nó cúp lại nhìn giống như đẹp cái quá, hoa hồng. 10 đồng mà có rút luôn á mọi người, lấy collect về làm collection. Cái này dễ thương quá, màu vàng chanh. Đang lên màu 15. Thuyết chim đâu. Ác chi á, nhiều cái nó nhỏ nhưng mà nó dễ thương lắm mọi người. 10, màu cam. $10 dễ thương lắm cô chú ơi, cứng nhắc ngon luôn à, lấy luôn cây luôn chậu luôn đi. Cái này em để luôn cây luôn chậu $15 nè, giờ cưng em xỉu luôn á. Em đẹp lắm, em đẹp nè, đổ nó không xuất ra, nó có rễ rồi. Con thích nuôi nó nhỏ nhỏ gì nè, nó cũng dễ thương, cứng là có rễ. Mấy cây khoét cái này cũng 10 đồng nè cô chú, $10. Mấy cái chi nhỏ nhỏ. Cái này cũng con Cori nha. Đó, nhỏ xíu mà dễ thương lắm. My God. Bông này cái gì ta? À. My God. Cái này 15, cái này 15 là 30. Cái chậu 5 đồng nữa là 35 đồng. Cái này hiếm lắm nha, cái này lớn lên đẹp lắm nha mọi người. Cái này lớn lên đẹp bà cố luôn á. Còn này một cam. Chứ không phải cái nào nó single hết đâu, cũng 10 đồng đâu, tại có cây nó mắc. Sỏi. Sỏi này dễ thương chưa? Nguyên cây nguyên chậu 30 nha mọi người. Thế thì đó là phải được hơn khác. Cái chậu quá đẹp luôn, chuẩn Cori luôn. Chuẩn Cori. Có rẻ. Cây này mới là đẹp nè. Cây này đẹp lắm, đẹp như màu chanh luôn. Sắc sảo lắm. 20. $20. Cây này mới là đẹp nè. Cây này đẹp lắm. Trời ơi, cây này 30 đồng nha mọi người. $30 nha, đẻ ra quá trời baby around này, lời lắm mọi người. 1, 2, 3, biến thành lobster nha. Đó, quen sen. Trời ơi, đẻ nhiều baby lắm. 30 nha. Rồi, cái này hàng chùm. Hết thịt. Và chưa màu chắc thương bán. Bông hồng mọi người 100 nha, luôn cây luôn chậu thì là 120 đồng nha, luôn cây luôn chậu 120. 120 for the whole set. 100 for the plant only. Cây này đẹp quá mọi người, nhiều bông quá nè. Nó giống như cây bông hồng của Ngân nè. Đó, như cây đó. Cái cây đó không đẹp bằng cây này mới đẹp. Thấy cây đó cũng lên màu. Dạ, lên rồi đó. Lên rồi mọi người ha, có 100 đồng mà một mua về chinh chơi đi ha. Collection đi. Để cẩn thận tôi chừng ngã nha. Cái này á em á là em sẽ tắt luôn. Sorry nha, con tắt luôn. Đó ra body cho đẹp. Có phải thấy cái body nó mới đẹp đó. Còn bây giờ mình chỉnh lại cái bông single head nằm kế bên. Sorry mọi người nha, em sẽ tắt hết. Những cái nào mà em cảm thấy cái body nó đẹp á là em tắt. Vì tắt như vậy mình mới thấy được cái body của cái cây á, nhìn nó mới ra bông sai. Chứ mình để mà nó trùm lum hết á, nhìn nó không có đẹp, nhìn nó không có giống cái dáng cây. That's why sometimes á, mình phải tắt. Giống như mình chơi bonsai mình phải tỉa. Đó, giống như cái này nè. Cái phần này nó che cái body của cây này rồi nè. Không được. Tắt. Được rồi, để ra đi. Để người ta tự tắt hả? Ừ. Vô tắt ra rồi hồi nó dương chấm tùm lum, trời mưa tới rồi nó. Vậy cô chú mua cây này đi có 100 đồng về tự tách ra được 2 cây nha. Chú tách ra rồi họ vô dục tùm lum. Đó, chiều nay trời mưa tới ướt nhẹp hơn á. Đó, tự mua cái này về làm được 2 cây, con này cũng bán rẻ quá nè. Hai lô cổ thì tới chất. Ô, cây này đẹp ghê lắm màu. Đẹp quá. 180. 180. Rồi con cây này bự quá nè mọi người. Cây này là local tới pick up đi nè. Đẹp quá. Cái này shipping cũng được nha mọi người, shipping được hết á. Cái này để cho mọi người 200 thôi nha. $200. Cái này là nhụy vàng đỏ ràng luôn nè. Nhụy vàng quá đẹp luôn. Rồi cây này mà ông nào bây giờ không thấy là muốn mê luôn. Ông sẽ mua liền luôn á. 100 nữa ha. $100. Sao bữa không biết sao đưa cho ông thấy. Hả? Hôm bữa nó nứt vùng. Hôm bữa đại gia tới thì mình nứt vùng. Giờ mình mới lôi ra. Đó, đẹp nè.
Cái này đẹp ghê luôn á mọi người. Veluva view đập blue mà bữa nay lên màu mọi người thấy không? Bởi vì cái hàng va nó ngộ lắm, tới cái thời điểm nó lên màu á là đẹp không thể tưởng tượng nổi. Nhiều. Cái này 100 ha. Quan thân rồi. Cái này nhẹ nhàng lắm 100. Nhưng mà nó còn lên nữa thì nó thành 120 nha. Giờ nó mới lên thôi đó. Nó mới lên thôi mọi người. Cái dáng đẹp. Tròn đều mà cánh tròn tóc biết khơ khơ. Bất chờ luôn. View đập blue. Rồi. Khoan mình ngưng cái video dạ. Đây đi nha. Dạ. Mình cứ làm cái khác đi, tại cái này nó cũng dài. Không, không được. Okay, không. Mệt quá. Đi ăn gì đó bụng quá.